Rồi, xin chào các bạn nha. Thì sáng nay mình chia sẻ cho các bạn xem một cái cây mai dạo rinh đang nở hoa trên cây. Thì hoa nó đơm mà đấy, hoa đơm mà hai lớp này. Đấy, mình tăng độ sáng cho mọi người xem nha. Đấy, mình quay cận cảnh luôn nè. Mười mấy cánh luôn hả? Một lớp 8-9 cánh nha. Cái này có củ đớ này, cái dê rồi, cái có củ đớ rõ ra. Mình thân nó rất là tầm 12-13. Nuôi củ đớ này có những lâm cuồng đẹp, thùng rộng 1 mét. Cái này hoa nó tan này, hoa đơm đẹp, hoa thơm, dùng đọt đỏ. Cái này tan nó không có rụng cuốn. Rồi, anh em nào yêu thích hoa này thì liên hệ mình nha, số điện thoại 0849 02 0790.